Còi báo động không kích vang khắp Ukraine hơn 30 phút. Phần Lan tuyên bố khả năng đóng cửa không phận Ukraine. Chính phủ Ukraine đã công bố còi báo động phòng không trên hầu hết lãnh thổ Ukraine vào sáng ngày 16 tháng 11. Còi báo động đã vang lên trong hơn 30 phút. Kể từ 9 giờ 50 phút sáng theo giờ Kiev, còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine. Còi báo động thông báo mối đe dọa tấn công tên lửa, đồng thời hướng dẫn cư dân địa phương tìm nơi trú ẩn. Cơ quan truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus là Belarusian Hajuns đã báo cáo rằng 3 máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Baranovichi ở Belarus lúc 9 giờ 10 phút và một máy bay phản lực MiG-31K số đuôi RF-92339 cất cánh từ sân bay Machulisky cũng ở Belarus lúc 9 giờ 45 phút. Lúc 10 giờ 18 phút, một cuộc không kích đã được thực hiện tại thành phố Kiev và một số khu vực khác. Trong diễn biến khác, cùng ngày, Phần Lan tuyên bố về khả năng đóng cửa không phận Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto tuyên bố về khả năng đóng cửa không phận Ukraine sau tình trạng khẩn cấp ở Ba Lan. Vấn đề này sẽ được coi là một trong những phương án ứng phó với vụ việc. The Guardian trước đây viết rằng, trong bối cảnh sự việc ở Ba Lan, các nước vùng Baltic ủng hộ việc thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, tờ báo tin rằng Mỹ và các đồng minh NATO khác sẽ phản đối đề xuất này. Chắc chắn việc đóng cửa không phận sẽ được thảo luận. Hiện đang xem xét các lựa chọn khác nhau về cách thức bảo vệ Ukraine, ông Pekka Haavisto nói trong cuộc họp báo với các nhà báo Phần Lan vào sáng ngày 16 tháng 11 khi được hỏi liệu vấn đề khả năng đóng cửa không phận của Ukraine có được đem ra thảo luận hay không. Tối ngày 15 tháng 11, truyền thông Ba Lan đưa tin hai quả rocket đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở tỉnh Lublin, giáp biên giới với Ukraine, khiến hai người đã không qua khỏi. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng tên lửa rơi ở Ba Lan là do Nga sản xuất. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lưu ý rằng Warszawa không có thông tin chính xác về việc tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan là của ai. Thưa quý vị, người phát ngôn chính phủ Ba Lan, ông Peter Muller, ngày 15 tháng 11 thông báo nước này đã đặt một số đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao sau khi có thông tin chưa được xác nhận rằng tên lửa của Nga đã rơi vào lãnh thổ Ba Lan. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Peter Muller cho biết quyết định nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác đã được đưa ra. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông tin về các vụ tên lửa rơi mà chỉ cho biết có một vụ nổ ở miền đông khiến hai công dân Ba Lan thiệt mạng. Hôm nay, như chúng ta đã biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thị trấn Rubizuk khiến hai người thiệt mạng. Tôi xin thông báo với mọi người rằng, trong tình huống này, chúng tôi đã bắt đầu các hành động khẩn cấp, trong đó có cả việc nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác. Theo Mueller, Hội đồng An ninh Ba Lan đã tiến hành họp khẩn và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi cũng đang quyết định có bắt đầu viện dẫn điều 4 trong hiến chương NATO hay không. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa kết thúc cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Chúng tôi đang xác minh các chứng cứ để sử dụng điều 4 của hiến chương NATO, tham khảo ý kiến của tất cả các thành viên liên minh. Chúng tôi vẫn liên tục giữ liên lạc với các đồng minh chủ chốt của mình. Thưa quý vị, do Ba Lan là thành viên NATO, liên minh quân sự gồm 30 thành viên, nên sự việc tên lửa nghi của Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan có thể châm ngòi cho cuộc xung đột giữa Nga và NATO. Liệu xung đột Nga-NATO hay Thế chiến thứ 3 có xảy ra sau vụ việc này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích của Max Beckmann, giám đốc chương trình châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Đầu tiên về nguồn gốc của quả tên lửa rơi xuống Ba Lan, tôi nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Hiện rất nhiều vệ tinh tình báo quân sự đang hướng về phía Ukraine. Kiểu gì thì một trong số chúng cũng sẽ xác định được nguồn gốc tên lửa, không chỉ là nơi phóng mà còn cả phân tích kỹ thuật, quỹ đạo của tên lửa. Hoàn toàn có thể xác định rằng đây có phải là tên lửa đi lạc do lực lượng phòng không Ukraine phóng hay không. Nhưng kể cả thực sự tên lửa rơi xuống Ba Lan của Ukraine, thì phía Nga cũng phải chịu trách nhiệm một phần vì chính việc họ bắn tên lửa tấn công Ukraine nên lực lượng phòng không Ukraine mới phải điều động hệ thống phòng không của mình. And I think what we've seen from a lot of countries is
Còn về tình hình quốc tế, tới nay tất cả các bên đều hiểu được rằng một điều nghiêm trọng đã xảy ra, rằng hai công dân Ba Lan đã thiệt mạng và họ sẽ chờ đợi thêm thông tin. Một điều mà tôi buộc phải nhấn mạnh là trong thời điểm này, NATO và Ba Lan cần bình tĩnh điều tra, làm rõ xem ai mới là thủ phạm, tên lửa này được bắn từ đâu, từ Ukraine, Nga hay Belarus, không loại trừ khả năng nào cả, và phải tìm ra câu trả lời đúng. Tôi không nghĩ sự việc này sẽ ngay lập tức dẫn tới việc Ba Lan kích hoạt điều 5 hiến chương NATO hay một cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Kể cả Nga có làm gì vi phạm chủ quyền Ba Lan, thì Liên minh NATO sẽ phải trải qua rất nhiều bước để có thể đi đến bước đáp trả hay trừng phạt Nga. Điều 5 hiến chương NATO nêu rõ, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối. Ba Lan có vẻ đã kích hoạt điều 4 hiến chương NATO, tức là các quốc gia thành viên sẽ cùng nhau tham vấn theo đề xuất của bất kỳ thành viên nào, ở đây là Ba Lan, vào bất kỳ khi nào sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một thành viên khác bị đe dọa. Trong trường hợp này, tức là khi một quả tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, nếu không có chứng cứ rõ ràng xác định đây là một hành động có chủ ý thì sẽ không được coi là một cuộc tấn công. Tuy nhiên, chủ quyền của Ba Lan rõ ràng đã bị đe dọa bởi sự việc đã khiến hai công dân Ba Lan thiệt mạng. Theo dự đoán của tôi thì việc điều 5 hiến chương NATO được kích hoạt sẽ khó có thể xảy ra, chứ chưa nói tới nguy cơ xung đột giữa NATO và Nga. Tôi không nghĩ sẽ có xung đột NATO-Nga hay là Thế chiến thứ 3. Diễn biến tiếp sau vụ việc này, theo tôi nghĩ, sẽ là sự tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phương Tây sẽ trang bị cho Kiev những món vũ khí mới hiện đại hơn. Còn nếu Nga hay Belarus thực sự đã bắn tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, chắc chắn NATO sẽ có phản ứng lên án và hành động trả đũa. Ngoại trưởng Nga Lavrov mới đây tuyên bố các điều kiện mà Ukraine đưa ra cho việc khởi động đàm phán hòa bình với Nga là phi thực tế và thiếu đầy đủ. Phía Nga cho rằng Ukraine càng kéo dài việc bác bỏ đàm phán thì hai bên càng khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, ông Lavrov nói thêm rằng phía Nga không từ chối đàm phán. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết ông đã trao đổi ngắn với Tổng thống Pháp Macron khi dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia. Trong đó, ông Lavrov nhắc ông Macron rằng phía Kiev liên tục ra các điều kiện phi thực tế và thiếu đầy đủ liên quan đến đàm phán hòa bình. Bình luận về phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky qua video gửi tới thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng ông Zelensky không lắng nghe lời khuyên của phương Tây về đàm phán.